Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh KTM. Vâng, bây giờ mình sẽ mở hộp những sản phẩm trên Shopee, hai gói nhá. Thì ok, anh em xem có những gì hot. Đồ 1.000 với cả đồ 1.000 mất phí vận chuyển và đồ 1.000 miễn phí vận chuyển. Và cái gói đầu tiên là móc dán thần thánh chịu lực. Vâng, 22.000, 20 cái, đây số lượng 20 cái, 1.000 một cái và free ship lên tổng 22.000, hơn 1.000 một cái nha anh em, 1.100 hay sao ấy. Quất luôn 20 cái về dùng best nhè luôn. Trời ơi, mắc nhiều. Và cái thứ hai đó là cái giá đỡ điện thoại ba chân Uteng. Uteng là hàng xịn xó đấy anh em ạ. Đây, không đồng, cái này thanh toán qua ví Fpay này. 1.000 với cả ship với cả phí vận chuyển nữa. Đây, 1.000. Đấy, ship là 15.000, tổng 16.000. 16.000 cho cái chân này cũng khá là rẻ đấy chứ nhỉ. Mục đích mình mua cái này về, một là để review cho anh em, hai là đi du lịch vlog với lét thì quay, dùng để quay cho đỡ bị rung. Ngoài cái chân giá đỡ bật tuộc ấy, mình đã review cho anh em rồi đấy. Đây, ở đây Uteng này. Uteng thì mình có review cái gậy tự sướng khá là xịn của Uteng, made in. Hãng này làm đồ về mấy cái gậy ghiếc, gậy gùng gì đấy thì khá là tốt. Nếu mà kéo dài là 21cm, xong 18, 25mm, trọng lượng 0,5 cân. Đây, Uteng. Rồi, hết rồi. Mình có review cái giá đỡ bạch tuộc ấy, uốn dẻo uốn rớt để gắn lên ghi đông xe đạp xe máy gì đấy. Còn cái này thì không uốn dẻo được. Còn cái này chúng ta để đây, mục đích của mình mua về để, một là cái này này, cái này nó bắt vào một kim loại này, cái này này, để gắn lên đấy, chúng ta sẽ gắn một điện thoại. Điện thoại thì chúng ta sẽ dùng cái này để kẹp vào. Thứ hai là, hoặc là chúng ta sẽ gắn vào cam hành trình. Mục đích của mình là mua về để gắn vào cam hành trình mà. Đấy, gắn cam hành trình xong rồi cầm này để cho nó đỡ bị rung hơn. Anh em cầm cam hành trình trực tiếp như này thì cầm nó rung hơn rất là nhiều so với cầm như này. Ai mà có giá đỡ bị tuột thì cũng có thể dùng. Rồi, tổng quan nói nữa, bằng nhựa. Nhưng mà nhìn cái này có vẻ là xịn xò hơn đấy. Mở ra này. Ở đây có hình cái khóa này anh em, đó. Gạt này là mở khóa. Thiết sư chả hiểu khóa cái gì luôn. Xoay, khóa xoay. Khi chốt lại thì có vẻ hơi cứng, vẫn xoay được, mà khi mở ra thì nó nhạy hơn. Nó như trong nó có kiểu cái, mình nghĩ là một cái nhựa nó dính vào, nó chặn thôi, nó chặn cái này. Đấy, anh em sẽ cầm như này. Nếu mà không dùng, không dùng thì mở ra như này. Đấy, để, hoặc là công dụng một, chủ yếu là mình mua để cầm. Thực ra là công dụng của nó là để quay những cái video mà nó thấp ở dưới mặt đất ấy. Đấy. Đấy. Mở ra đóng vào dễ dàng này. Đấy, như kiểu tự động ấy. Cái này thì không kéo ra được chân nữa nhá. Không kéo dài được chân nữa, nó chỉ cố định như này thôi. Ok. Rồi, đó là sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm thứ hai, đang dùng cái này và thì sẽ có những cái tấm phim nó chống đỡ bị rung hơn. Đây, 20 cái nha anh em, dán gọi là cực kỳ chắc á, không quảng cáo vậy. Đấy. Thực ra lúc đầu mình cũng không định mua đâu, tại vì không tin lắm, nhưng mà đọc mấy cái comment bảo là chịu đựng được tốt nên mình mới mua. Hơn 1.000 một cái, rẻ bèo mà. Đấy. Cái này thì anh em treo quần áo hay là treo gì ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh hay là treo ở phòng ngủ cũng được. Trong quần áo, trong ba lô, trong cặp gì đấy, dán động được. Mà mình nghĩ là dán vào cái gạch men thì nó chắc hơn so dán vào tường, mình nghĩ là vậy. Là một kim loại nhá, quá đơn giản. Bảo sao rẻ thế. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh những sản phẩm. Đây, sản phẩm này thì mất phí vận chuyển này, 16.000 này. Và sản phẩm này free ship và tổng 22.000 trên Shopee. Các bạn có thể video like, share, subscribe kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vào comment bên dưới mình sẽ giải đáp.
Các bạn mình link sản phẩm ở comment dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Nói chung là Shopee bây giờ sale khủng thật, đặc biệt là free ship. Mình rất thích cái free ship.